Xin chào tất cả các ba mẹ và các con. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học các từ vựng về chủ đề hoa quả nhé. Các con và ba mẹ hãy cùng nhau chuẩn bị flashcard sẵn sàng ở trên tay nha. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với từ đầu tiên của ngày hôm nay. Strawberry. Đây là quả gì các con nhỉ? Đúng rồi, đây là quả dâu. Chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập lại nhé. Strawberry. Strawberry. Now it's your turn. Repeat after me. Strawberry. Strawberry. Yes, very good. Do you like strawberries? Okay. The next one, papaya. Đây là quả gì đây nhỉ? Yes, đây chính là quả đu đủ. One more time. Papaya. Papaya. I want to hear your voice. Papaya. Papaya. Very good. I like eating papayas. Okay. Melon. One more time. Melon. Đây là quả gì các con nhỉ? Quả dưa lưới. Yes, very good. It's your turn. Melon. Melon. She likes melons. And the next one, plum. Plum. Okay, quả mận đúng không nào? One more time. Plum. Plum. Do you like plums? The next one. Quả này chắc chắn là bạn nào cũng biết đúng không nào? Apple. One more time. Apple. Your turn. Apple. Apple. I eat apple every day. Okay, very good. The next one. Quả gì đây nào? Quả đào. Yes, very good. Repeat after me. Peach. Peach. It's your turn. Peach. Peach. They grow a lot of peaches. Okay, the last one. Quả gì đây nhỉ các con? Đây là quả chanh leo, hay mình còn gọi là quả chanh dây đấy, đúng không ạ? Cùng đọc theo cô nhé. Passion fruit. Passion fruit. Passion fruit. Okay, repeat after me. Passion fruit. One more time. Passion fruit. Okay, very good. Do we have any passion fruits in the fridge? Okay, very good job. Và bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại ba mẹ và các con trong những buổi học tiếp theo. Goodbye. Learning English at Pantano.